điểm câu mọi người ơi. Thì cái điểm này hôm trước thấy có câu một lần là mọi người, thì cái lỗ cũng còn nguyên nha. Thì do cái đoạn đường này là mọi người, cái kinh này là nó sẽ có một cái đường lỗ lần kia, xa xa lần kia là mọi người, nó sẽ chỗ ra ngoài cái sông lớn nha. Thì trong này nó có một kinh nhỏ nè, trong này chủ yếu là lục bình, người ta nuôi lục bình để mà người ta cắt, người ta làm vỏ lục bình này nọ lục các kiểu á mọi người. Thì hôm trước thấy câu ở đây một lần dính cũng rất là nhiều nha. Thì sáng hôm nay thì Thái sẽ quay lại đây câu tiếp tục nha. Thì đây là cần câu của Thái nè, nó lưỡi câu số 3 pha bắp nha. Còn cây này để dành Thái chống điện thoại nha. Túi này thì để dành Thái đựng cá nha mọi người. Cái túi này đựng cũng rất là nhiều cá lên nè. Còn trong đây thì sạc dự phòng với lại lưỡi câu rồi nè mọi người, với nhăn mũi. Trong này mình đem heo để mà có mũi thì mình đốt nha mọi người. Nó phao rồi nè. Qua đây. Con này là nước đem heo uống nha. Con này bánh mì mọi người ơi, sáng sớm ăn bánh mì không luôn nè, thấy khổ ghê không. Còn cái ca này nó dành mình đựng nước đem mình rửa tay nha mọi người. Còn này là mồi câu của Thái nha. Này là cám bình. Cám bình này mình trộn trứng kiến nha mọi người. Này chủ yếu là để dành xả mồi thôi. Đây. Cái bạch nè. Cái này mình trộn sẵn nè mọi người. Cái này thì mình trộn trứng kiến nha. Đó. Trộn trứng kiến để mình xả rồi mình câu luôn cũng được nha mọi người. Mồi này câu cực kỳ nhẹ luôn. Và mồi cái mồi cuối cùng của mình không thể thiếu đó chính là dế nha. Mình câu cá trước giờ thường là hay là câu dế. Câu dế với lại mồi bình mình trộn mình ủ. Để dế còn được có mấy con là mọi người. Rồi ok, để bây giờ tranh thủ câu mọi người ơi. Sáng sớm cá ăn mạnh nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy thức ăn mình trộn với trứng kiến mình xả mồi nha mọi người. Xả mồi vụ cá lại nha. Đúng rồi. Thấy ghê không? Trời trời ơi. Chết luôn rồi. Trời 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 trời. Ủa cái gô là mọi người ơi. Thằng con cái gô. Trời trời cái gô nó mập rồi trời. Oh my god. Thằng gô nó đẹp. Mọi người thấy nó đẹp không mọi người? Cái gô này đúng cái gô động luôn nha mọi người. Nó có cái đốm đen ở dưới đây nè. Thấy không? Mọi người thấy cái đốm đen không? Do nó bự quá, nó mập quá trời mập á, cho nên nó bị bay bớt á. Thằng con cái gô nè, coi cái lường của nó vàng. Dạ. Trời trời, cái lường của nó vàng nè mọi người. Nè, thấy ghê không? Ui. Vô rồi, tới rồi mọi người ơi. Cá nó lại rồi. Để mình gỡ ra mọi người ơi. Nè. Đá mọi người. Nè. Phê phê nha. Thấy chưa? Ok. Dạ. Mọi người. Vô. Ok, xuống cần lại nào. Lên con cá rô khủng khủng coi. Đó. Cá là lại đó mọi người, nó lên tim đó mọi người, lên tim mẫn mẫn luôn, thấy không?
Đây có dấu hiệu cá lại. Hát lát. Hát lát mới bay lên đó. Đó, cá gô, cá gô. Rồi rồi, cá lại mọi người ơi. Cá đang lại. Lên tim rồi nó. Hết biết lên tim luôn kìa. Cái gồm. Cái gồm rồi. Cái gồm nè. Rồi thẳng cái gồm mặt. Thấy con chín. Nè mọi người. Phê chưa, phê chưa. Ôi ôi. Ui, ui. Ủa cái gồm. Phải dính cái mép với chút xíu rồi mọi người ơi. Trời trời, cái gô nè. Bằng cái bàn tay của mình luôn nha mọi người. Con này đúng chắc gô mề luôn nha. Trời trời, cái gô nè. Ui, nó đen thui mà. Nó đen thui mà mập lụ luôn mọi người. Trời trời, cái gô nè trời. Đã cho mọi người. Thôi để bây giờ mình gỡ đó mọi người ơi. Dạ, rồi con này nè. Đã mọi người. Nè. Phê phê. Ok, xuống nè, hút cá gô bự lên coi. Ê, ê, mấy con xuống ăn đi. Trời 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 trời. Con gì á? Nghe ăn à. Thằng nào ngủ. Ngon cái gì mà bỏ xuống ăn lúc pháo liền chơi. Đâu ạ? Sớm giờ mình câu đây, Chinh ở nhà nó dọn dẹp nhà cửa mọi người, giờ nó xuất hiện rồi. Rồi đi đi bằng gì vô bạn? Đi bằng gì kể người ta? Đừng nói đi bộ nha. Bây giờ thằng em vô không rồi. Dạ. Dính không? Nãy giờ coi dính không? Dính được mới có 3-4 con nè. Dím hả? Ừ. Đem camera theo nữa hả? Ừ. Đem đồ nghề theo. Rồi bạn lại kia câu đi. Lại kia. Lại kia. Lại kia. Thấy ừ, tới giờ cá ăn rồi. Lên. Mới bỏ xuống ăn liền luôn mọi người. Rồi ok. Lên hàng mọi người ơi. Em tiếp theo nha, thác lát nha, không kịp quay luôn á. Rồi ok, mở ra. Thác lát đã ghê mọi người. Trời dính mọi người. Trời 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 trời. Ủa cá gô. Trời trời, mình không kịp. Mình không kịp giật luôn á trời. Trời cái cá gô nè. Phơi phơi. Lên. Rồi lên rồi mọi người, nó mệt rồi. Cá gô bành kia luôn nha mọi người.
đã chưa? Vô này Trinh thì đang câu đằng đó là mọi người, không biết sớm giờ câu có dính không mà sao thấy im gu luôn biết. Bây giờ thì Thái sẽ chạy dài dài theo con đường này, cặp theo cái con kinh này nè. Thái sẽ kiếm cái chỗ nào mà có gốc cây á, thì sẽ nhắc nha mọi người, nhắc kiếm cá thêm mọi người ơi. Điểm này mình thấy có dấu hiệu có cá nha mọi người. Dưới cái bụi ngô mai dương này toàn là gốc cây không à. Bởi vì mình nghĩ đây có cá bự. Ăn, thấy không? Hết mồi luôn này rồi, ừ còn. Bạch. Em mọi người. Ăn. Cá mập lúc nha. Trời trời ăn cá nè trời. Cái con này nó có trứng. Mới thả xuống quốc liền luôn á. Đã chưa? Nè. Nó có cá. Có hàng nha mọi người. Mới nghe nó tắp cái đùng nè. Nó. Cái là cái nhỏ này. Cái hơi nhỏ mọi người. Mày gì? Ủa con này cũng được. Trời ơi nó mập lù luôn rồi trời. Dính toàn nó dính nãy giờ dính toàn con nào cũng lấy bụng trứng không mà tơi. Nè mọi người. Nè cái gô nè. Mập lù đã ghê chưa. Nè. Đã mọi người. Dính không? Được mấy em, được em bự nè. Đâu? Sớm giờ nè. Sớm giờ Trinh thì câu đằng kia mọi người, mình thì mới giờ con nhấp trong cái lỗ này nè, dính được có hai con, xong rồi hết ăn luôn. Ồ dính được cái bự chưa? Ừ, con cá mập lù luôn. Cái chốt nè. Dính cái chốt với cái trắng nữa hả? Hay vậy? Cá mày dính nữa. Trời trời Trinh, rồi bắt bỏ vô đi. Bắt bỏ vô cái này. Hồi này cá gì có ăn hết á. Ok trời, cá trắng ăn luôn hả? Ừ. Nãy sẵn tao vô. Được không? Ừ. Giật lên rồi cái chốt xuống. Rồi Trinh dính được. Trinh dính được 4-5 con nha mọi người, nhưng mà cũng cá bự bự không nha. Nào cầm cái gô lên coi. Nè. Đã không? Quá đã. Cái gô mập lù ha. Ừ. Em có quay không? Không, không kịp quay. Trời ơi. Ngồi đợi lâu đeo, lắm luôn. Đeo Google nhưng mà quay ổng kịp quay luôn. Rồi đổ đại vô đi. Được những cái trắng hả? Những cái chốt mà hả? Ừ. Để cái nhỏ nhỏ lúc đầu cái nhỏ nó lại nó giờ chắc em mới ăn câu ha. Ừ. Thì... phía bên đó là gần khu Gò Tháp nha mọi người, nó ruộng bao la luôn mọi người. Bây giờ thì thấy Trinh sẽ di chuyển ra mấy ăn câu sớm giờ dính được có mấy con à. Mày thôi còn cá chơi. Cá bự. Ủa ôi mày thôi con này bự dài hơn bàn tay nó dễ em nẹt. Em đi em hồi lắm.